Thì nếu như anh em đi cái cảm biến nhiệt độ của 135 vẫn đi nha, vẫn đi FI mà vẫn đi cảm biến nhiệt độ của 135 thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì ok, hello cho anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em về cái vấn đề mà tại sao mình lên full FI zin của Aceto 150 mà mình lại không đi cái đầu bò giữ zin, đầu bò xăng cơ của 135 ha, mà mình lại lên full cái đầu của 150 luôn. Là mình lên cái đầu bò Aceto 150 á thì nó được cái gì so với lại khi mình giữ zin cái đầu 135? Tại vì cái đầu 135 á thì nó sẽ giống ở chỗ điểm, giống cái Aceto 150 ở điểm nào? Thứ nhất là về cái phần chảo. Đây anh em, cái phần chảo là cái phần này, cái phần thể tích ở đây này. Một Aceto 135 và 150 á là nó giống nhau. Đó, cái phần chảo giống nhau, thể tích giống nhau. Khi mà anh em ráp cái đầu tỉ số nén, nói chung là tỉ số nén của hai thằng giống nhau là cái thứ nhất là ok. Cái thứ hai là anh em có thể gắn cái cam của Aceto 150 qua cái đầu của 135. Đó là cái thứ hai, là hai cái này là hai cái chính rồi nha. Hai cái chính rồi, và sẽ có những cái phần phụ nữa. Thì tại sao mình lại không đi giữ cái đầu bò zin mà mình lại đi cái đầu của Aceto 150 luôn? Thì cái thứ nhất. Đó anh em, cái thứ nhất á, đây là cái chính nha, đây là cái chính. Tại vì về cái phần mà lò xo đầu thì cái thằng lò xo đầu của Aceto 150 á nó chịu được cái RPM cao hơn, tại vì nó là 57 nha anh em. Đây, nó là trái bít tông của nó 57, còn cái thằng zin Aceto 135 của mình á nó trái của chiếc 54 thôi. Thì cái lực gia tốc là cái nhất, cái thứ hai nữa là cái đuôi nó sẽ yếu hơn so với thằng trái 57 này, đó là điều hiển nhiên nha. Thì đó là lý do tại sao á là cái lò xo của Aceto 150 á nó chịu được cái RPM khỏe hơn, gia tốc khỏe hơn so với cái thằng lò xo zin của 135. Nếu như ở đây mình nói nè, nếu như anh em đi FI của anh em lên full dàn điện FI của Aceto 150 mà anh em giữ lại nguyên cái dàn đầu bò Aceto 135, kể cả lòng nữa nha, lòng 54, thì anh em buộc anh em phải có một cái ECU độ để anh em tuning lại cái lượng xăng gió phù hợp với lại cái đầu lòng đó ha. Tại vì mình đã nói chia sẻ với anh em clip trước rồi, cái lượng xăng gió mà nó khác đi á, buộc anh em phải dùng ECU độ tuning đó. Còn đây là mình đang đi cấu hình full zin của Aceto 150, có nghĩa là mình đi được ECU zin nha anh em, đi được 100% ECU zin bất kỳ cung đường nào, rất là mượt mà. Tại vì cái này là mình đã thử nghiệm rồi, mình đã test rồi. Tại vì mình cũng đã thử lên con 4 số của mình, mà mình đi Phú Yên, đi Đà Lạt, rồi đi ở những cái nhiệt độ thấp, độ cao, rồi mình cũng đã thử, nói chung là mình thử rất là nhiều rồi, mình thấy khá là ok, khá là ngọt. Tại vì mình lên, nói chung là mình lên gần như là hoàn toàn giống Aceto 150 luôn, nên là đảm bảo đó là giống Aceto 150 ha. Thì khi mà anh em, cái thứ nhất là về lò xo đầu đúng không, mình đang nói đến lò xo đầu là cái phần này này anh em, là cái lò xo đầu này, bốn cái lò xo đầu mình để nó đẩy, nó hồi cái lò sức bắp về á, hồi cái sức bắp về á, nó đẩy cái sức bắp hồi về á. Thì bốn cái lò xo đầu đó, nếu như anh em giữ zin, anh em đi full đồ của 150, đầu lòng 150 mà anh em giữ lại cái lò xo đầu của 135 á, thì có được không? Thì thực sự là mình nói là không được nha anh em, không được. Bởi vì cái gia tốc và cái RPM của nó cao hơn, nếu như anh em giữ lại lò xo zin nó sẽ bị ré. Thì đại loại là cái lò xo đầu của Aceto 135 á là nó không chịu được cái RPM của cái lòng 57 Aceto 150 ha. Đấy là cái thứ nhất, là nó không chịu được đó, nên là nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà rất là khó chịu ở cái phần đầu của mình. Đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai nữa là những cái phần phụ, thì tại vì cái lò xo đầu của Aceto 150 và 135 khác nhau nha anh em, nên là mình không thể nào gắn cái lò xo đầu của 150 qua bên cái đầu của 135 được ha. Thì đó là điểm thứ nhất, tại vì cái lò xo đầu của Aceto 150 nó ngắn hơn so với thằng 135. Nếu như ngắn như vậy mà mình chêm được không, thì mình nói chêm được nha anh em, nhưng mà liệu những cái chén mà mình chêm á, nó có bền không, nó có ok không, hay là nó thực sự là mình cũng không có đồ để mình phải làm cái đó đâu, không có đồ để mình phải chêm hay gì đâu. Đó, rất là khó về cái phần mà lò xo đầu, anh em nhìn vậy thôi chứ mình thấy là rất là khó ha. Sau này ví dụ như bảo dưỡng đồ nó cũng rất là hơi khó chịu. Đó là về phần lò xo đầu. Thì cái thứ nhất là chính. Cái thứ hai nó là về phần co xăng.
Thì đây là mình giả lọc, đây là cái đầu, đây là đầu đồ chơi nha em, đây là đầu đồ chơi 19, đây là đầu 1922. Thì chảo này chảo nhỏ, chảo chảo túm. Đó, đây con số 8. Thì về cái phần co xăng á, thì cái thằng co của 135 á là hình là nó nằm chiều này, là hai cái lỗ này. 135 là nằm hai lỗ này. Còn 150 á thì nó lại nằm lỗ này. Nếu như anh em giữ cái đầu của 135 á mà anh em bắt cái co xăng của 150 vô á, thì nó bị xéo. Nó bị xéo cái co xăng này, nó bị xéo cái co xăng. Đó, nên là đó là cái thứ hai mà mình không thích, là nó bị xéo. Đây là quan điểm cá nhân của mình nha anh em, đây là quan điểm cá nhân của mình. Còn anh em thích xéo thì anh em muốn giữ xéo thì anh em có thể được, hoặc là anh em mua một cái co, cái co xăng mà chuyển á, chuyển 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 lỗ á, thì anh em mua về bắt thôi. Nhưng mà nếu mà mình mua cái co mà nó dày á thì nó sẽ bị cấn cái chỗ cái sườn á, cái ống vòi xăng của mình á, cái ống 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 phun xăng của mình á, sẽ bị cấn lên cái phần sườn, cái cạnh sườn trên của cái 135. Đó, đó là về phần co xăng. Cái thứ ba đó là về cảm biến nhiệt độ. Cảm biến nhiệt độ của thằng 135 và 150 nó khác nhau nha anh em. 135 á thì nó bự hơn, cái lỗ nó bự hơn, còn 150 thì cảm biến nhiệt độ nó sẽ nhỏ hơn nha, nhỏ hơn. Thì to nhỏ nó không quan trọng nha anh em, không quan trọng. Cái quan trọng nhất á thì cái điện trở nó khác nhau hoàn toàn luôn. Thì khi mà nó khác như vậy á là nó sẽ báo tín hiệu về ô-su không giống nhau. Mình sẽ để ở trên đây cho anh em xem là cái điện trở của con cảm biến nhiệt độ 135 và 150 nó khác nhau chỗ nào không. Thì nó sẽ báo theo kiểu là ở từng ngưỡng nhiệt độ bao nhiêu, động cơ đang bao nhiêu, 20, 50 và 80, 100 độ C. Thì từng cái nấc nhiệt độ như vậy á, động cơ nó sẽ cần một cái lượng phun xăng vào khác nữa. Nên là khi mà anh em đi cái đầu mà 135 á, mà anh em đầu 100 anh em đi con cảm biến của 135 á, thì nó sẽ gửi tín hiệu về ECU zin bị sai hoàn toàn luôn. Đó, không đúng nha anh em, không đúng. Thì khi mà nó gửi không đúng như vậy á, thì khi mà nó gửi không không đúng như vậy á, thì buộc mình cần phải đi con cảm biến nhiệt độ của 150 thì nó mới lấy thông số chính xác được. Đó, thì đó là cái quan trọng nhất. Thì tại vì cái phần mà cảm biến nhiệt độ nó có liên quan tới cái phần mà đánh phun xăng nữa, thì mình cũng đã nói ở clip trước rồi, phun xăng á thì cái phần mà điều chỉnh phun xăng nó dựa vào năm thứ yếu tố quan trọng nhất: cảm biến bơm ga, nhiệt độ khí nạp, áp suất khí nạp, nhiệt độ động cơ, cảm biến oxy nha anh em, kích 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 lửa thì phần lửa rồi. Thì năm cái này là rất là quan trọng. Thì một trong năm cái này mà thiếu thì nó sẽ chắc chắn anh em luôn là nó phun sai. Thì điều kiện đây là phải đủ 5 cái, cần phải đủ 5 cái. Đó, cần 5 cái, đủ là phải 5 cái, phải chính xác thì nó mới cho ra được cái lượng phun xăng chính xác. Thì đó lý do tại sao đợt vừa rồi mình kiểm tra cái đầu mà zin của 150 mình mở ra có bốn số của mình đó, mình mở ra cái màu xúc bắp rất là đẹp. Đó, thì mình phải hiểu năm cái này anh em. Thì đó là cái cảm biến nhiệt độ rất là quan trọng. Cảm biến nhiệt độ rất là quan trọng tại vì nó liên quan tới cái phần phun xăng của mình, rồi buộc mình cần phải đi nó đó. Nhưng mà cái đầu của 135 á, nó cái ren của nó to, là cảm biến nhiệt độ của nó to, cái thứ nhất là to, cái thứ hai là không chính xác. Đó, không chính xác cho thông số so với lại ECU của 150 Z. Đó, đó là hai cái quan trọng nhất, là mình không nên đi cảm biến nhiệt độ của 135. Rồi, mình buộc mình phải đi cảm biến nhiệt độ của 150. Nếu như anh em muốn đi vẫn là đi đầu của 135 á, mà anh em đi cảm biến nhiệt độ của 150 á, thì buộc anh em phải xử lý cái ren lại để anh em đi cái cảm biến của nhiệt độ 150 nha. Thì nếu như anh em đi cái cảm biến nhiệt độ của 135 vẫn đi nha, vẫn đi FI mà vẫn đi cảm biến nhiệt độ của 135 thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì mình đã cho anh em có cái thông số ở đó. Thì ở cái ngưỡng nhiệt độ của 110 độ C ở cảm biến 135 á, thì cái điện trở của nó là từ 140 ohm đến 144 ohm. Còn cái điện trở của cảm biến nhiệt độ của 150 á, ở cái ngưỡng 100 độ C nha,
thì mình cho xem xem nó là hai thằng 100 độ C đi, một thằng 110, một thằng 100, thì mình cho xem xem là 100 độ C đi. Thì cái hàng cảm biến nhiệt độ 150 á là ở cái ngưỡng nhiệt độ 100 độ C là nó sẽ báo là 200 đến 210. Đó, thì nói chung là quanh ngưỡng 200. Thì bây giờ mình chia ra này. Ví dụ như cái động anh em đi cảm biến nhiệt độ của 135 thì khi mà cái động cơ của mình đang ở ngưỡng 100 độ C thì có phải là nó báo cái điện trở là cái điện trở nó sẽ cho ra là 140 ohm không? Thì nếu như anh em chia 140 ohm anh em chia với lại 210 thì sau ra nó được là tầm cỡ 67 độ C. Đó, có nghĩa là như vậy, cho có điểm giải thích cho anh em dễ hiểu này. Nếu như anh em đi cải biến nhiệt độ của 135, động cơ đang ở 100 độ C thì cải biến nhiệt độ 135 á, nó báo trong khi động cơ ở dưới đang 100 độ C nha, mà nó báo lên trên thằng ECU nó hiểu là có 67 độ C thôi. Đó, thì chắc chắn với anh em luôn là nó sẽ phun sai. Đó, là đây là cái vấn đề cực kỳ quan trọng nha anh em. Rồi, thì tiếp tới cái thứ tư là mình được cái phần mà lỗ bắt cảm biến oxy nha anh em. Đó, nếu anh em đi đầu 150 nhé, mà anh em đi full zin á thì mình sẽ bắt được cái lỗ cảm biến oxy này. Đó, mình không cần phải hèn trên cổ bô, nhưng mà bù lại á, đấy là về phần ưu điểm nó có mấy cái. Một cái là cảm biến oxy này, hai là lò xo đầu này, ba là con xăng này, bốn là cảm biến nhiệt độ. Thì cái phần lò xo đầu này anh em, nếu như anh em giữ lại cái đầu zin mà anh em muốn lên lò xo đầu mà nặng hơn á, thì cái sợi 2.8 á, thì mình thấy là nó có trên thị trường, nó có cái sợi lò xo đầu 2.8, và mình thấy cái lò xo đầu 2.8 nó nặng hơn so với cái lò xo của 150, nên là mình không biết là nó có ok hay không, tại vì cái cam zin của thằng 150 nó không có khỏe đâu, nó yếu lắm, cái lớp của nó yếu, nó chỉ vừa đổ vô cái lò xo đầu của zin của nó thôi. Nên đó lý do tại sao là mình đi cái đầu zin luôn, tại vì cái cam của thằng 150 nó rất là yếu, thì sự không phải là yếu, nó chỉ hoạt động đúng cái tuổi thọ của nó thôi, chứ nó không có bền, nó không có trâu bằng những cái thằng mà lò xo cây cam mà nó được đi những cái thép cứng ha, nó không có trâu bò. Nên là đó lý do tại sao thằng cam gì 150 á nó bị lún, là do nó chỉ hoạt động đúng cái tuổi thọ nó rồi. Và mình cũng đã giải thích với anh em ở lý trước rồi, thì cái cam của Acetone 150 á tại sao nó bị lún thì anh em coi lại lý trước ha, thì mình cũng đã chia sẻ với anh em là tại sao cam nó bị lún rồi, dễ bị lún như vậy rồi. Thì đó là lý do là về phần lò xo đầu, và chứ nhìn mình thấy cái chứ nó khá là phức tạp á, cái phần về lò xo đầu nó khá là phức tạp. Đó thì đó là mình được lựa 4 cái: một cảm biến oxy, hai cảm biến nhiệt độ, ba lò xo đầu, bốn là co xăng, bốn là cái lỗ bắt co xăng. Cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là sau này anh em đi cái đầu 150 á, sau này mình nói anh em rất là dễ bảo dưỡng luôn, nó như zin luôn, mình mở ra mình không cần phải rườm rà đồ phức tạp nhiều, rất là dễ ha. Đó thì đó là lý do mà mình đi cái đầu Acetone 150 mình lên full zin đó FI. Còn nếu như bây giờ cho mình chọn lên FI của Acetone 150 giữa cái dàn điện, thì tại vì cái dàn điện á là cái mà nó cũng tại vì mình đi là mình đi dàn điện một sợi nên nó khá là gọn, cái nhất là gọn, nhưng mà cái giá thành mà khi mà mình xử lý cái dàn điện á nó cũng khá là cầu kỳ, nên là nó khá là rắc rối. Nên là nếu như mà mình không xử lý cái dàn điện á, mà mình tắt cái NZFI của Acetone 150 ra á, mà mình đi rời được nha anh em, đi ok vẫn được đó, nhưng mà có điều là nó sẽ không gọn thôi. Nếu anh em được kết hợp với cái dàn mà dàn xi nhan của Sanco thì ok, cái đấy cũng ok nha anh em, cái đấy cũng ok. Nên nhưng mà mình phải mở ra mà vô mình tắt thôi, lâu thôi đó. Nhưng mà đảm bảo là FI vẫn ok nha anh em, vẫn ok đó. Thì nếu như cho mà mình chọn sợi dây và cái vỏ cái đầu Acetone 150 thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái đầu này, thì mình làm cái này á nên là mình hiểu được cái vấn đề nó phức tạp ở chỗ nào đó. Sau này mình rất mở ra rất là dễ bảo dưỡng, rất là dễ xử lý đồ, nó như zin 150 luôn, rất là gọn gàng đó. Thì đây là quan điểm cá nhân mình em, thì đây là quan điểm cá nhân của mình thôi. Mình thích cái đầu này thì mình chia sẻ với anh em là mình thích thôi, thì đó là lý do mình nói là lý do tại sao mình thích thôi. Còn về phần nhược điểm á, phần nhược điểm nếu anh em lên cái đầu 150 này á, nó chỉ có nhược một chỗ là mình xử lý cái cổ bô thôi đó, xử lý cái phần cổ bô ra, tại vì nếu bị sai thế
nên là buộc phải xử lý cái của bô, còn lại thì như zin hết. Chỉ có nhược điểm một chỗ là vừa tốn tiền mua, cái thứ hai nữa là về xử lý của bô thôi. Đó, hai cái này thôi, còn lại là ok, còn lại là không có vấn đề gì hết. Nó lại được điểm ưu điểm rất là nhiều. Cảm biến nhiệt độ này, đúng của nó này, đúng giắc của nó luôn này. Rồi co xăng này, rồi về lò xo đầu này, rồi cảm biến oxy này, bốn cái ha. Rồi, ok anh em. Thì mình cũng chia sẻ với anh em là tới đâu thì mình nhớ, tới đâu thì mình chia sẻ với anh em tới đó ha. Đó, thì nói chung là về phần lò xo đầu nó có liên quan tới cái gỗ cam đó nha anh em. Thì đó là lý do tại sao mà mình đi cái đầu bò zin của ấy, đầu bò zin Exeter 150 nếu mà mình lên full FI 150 ha. Đó, rồi cảm ơn anh em sau đấy của mình. Hẹn lúc sau anh em có thắc mắc thì anh em cứ để lại comment bên dưới. Anh em thích đi đầu nào thì anh em để lại comment bên dưới ha. Và khi mà mình lên FI anh em, mình không có muốn về zin nữa. Đó, mình có xu hướng là mình không có muốn về zin nữa, mình cứ để FI mình chạy thôi. Đó, mình sẽ không bao giờ về zin nha anh em. Đó, ở đây mình không phải là mình chê zin hay gì, nhưng mà mình là tiếp người là thích kiểu công nghệ á. Mình là thích tiếp, mình là người thích công nghệ, mình hơi hướng là thiên hướng thích công nghệ, nên là mình sẽ thích FI hơn. Đó, mình xu hướng mình thích FI hơn. Rồi, thì đó là lý do tại sao mình đi cái đầu bò Exeter 150 zin. Rồi, cảm ơn anh em xem clip của mình, hẹn lên sau ha. Anh em nào mà đang đi có hình như nào thì anh em cứ để lại comment bên dưới ha. Rồi, ba anh em nha.